Nhân dịp đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 tại Bali, Indonesia, chiều mùng 7 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn các nước. Tại cuộc gặp, Đô đốc Yudo Makuno, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Đô đốc Yudo Makuno nói riêng, quân đội Indonesia nói chung vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn Việt Nam. Nhấn mạnh, hội nghị này là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh không ngừng trong hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Ngài Tư lệnh ủng hộ việc hai bên sớm thống nhất ký kết thỏa thuận tuần tra liên hợp nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước, góp phần xử lý các tình huống phát sinh trên biển. Đề nghị các cơ quan chấp pháp trên biển của hai nước xử lý nhân đạo đối với các trường hợp vi phạm trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đô đốc Yudo Makuno đánh giá cao việc đoàn Việt Nam tham dự hội nghị với sự tích cực chủ động, thể hiện rõ vai trò là một thành viên có trách nhiệm trong ASEAN, mong muốn Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Indonesia trên các diễn đàn đa phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Vui mừng được gặp lại Thượng tướng Kham Lieng Othakaison, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng, với trách nhiệm và kinh nghiệm đã có, Lào sẽ hoàn thành tốt vai trò, trọng trách của mình trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024 cũng như Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 21. Khẳng định Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng sẽ hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ bằng trách nhiệm và tình cảm chân thành nhất. Hai đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tại cuộc gặp Đại tướng Vong Phi Sen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ với Campuchia. Chúc mừng Campuchia đã và đang tổ chức rất thành công SEA Games 32 và Paragames 2023. Bày tỏ tin tưởng thành công của các sự kiện này sẽ là tiền đề để Campuchia tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện chính trị, ngoại giao, thể thao lớn của khu vực và quốc tế thời gian tới. Đại tướng Vong Phi Sen và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đều thống nhất cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, đạt kết quả thực chất, tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia. Tại cuộc gặp Đại tướng Chalermphon Sri Sawadi, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được duy trì và đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, hợp tác quân binh chủng, đào tạo, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đại tướng Chalermphon Sri Sawadi chúc mừng và đánh giá cao việc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, trong đó có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Trong cuộc gặp Trung tướng Foller Red Lake, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Timor-Leste, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng hợp tác quân sự quốc phòng giữa Việt Nam và Timor-Leste còn nhiều tiềm năng phát triển, đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy các hoạt động như trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Mong muốn chính phủ quân đội Timor-Leste tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel kinh doanh tại Timor-Leste, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quan hệ chung giữa hai nước, hai quân đội. Tại cuộc gặp với chuẩn đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ ấn tượng khi Singapore vừa tổ chức thành công đối thoại Shangri-La lần thứ 20 và khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam coi trọng và sẽ tiếp tục tham dự các kỳ đối thoại tiếp theo. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng cảm ơn quân đội Singapore đã quan tâm ủng hộ và cử đoàn tham dự các hoạt động do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức năm 2022, đóng góp vào thành công của các sự kiện này. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và chuẩn đô đốc Aaron Beng bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển ngày càng tin cậy, thực chất, hiệu quả. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã có cuộc tiếp xúc song phương với trưởng đoàn Philippines, Đại tướng Andres Centino, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines.